Xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 7 tập 45. Ở cuối tập trước, sau khi vương cấp quỷ ma phát ra tê thanh giống giận, nhưng vô luận nó như thế nào dãy ruộng, đều không thể một lần nữa khống chế thân thể của mình, không chỉ có là vương cấp quỷ ma như thế, bao gồm bị bất động linh vương trận bao phủ hy ngỗng một chúng. Bọn họ lúc này mới phát hiện, chỉ có thể nhìn trước mắt phát sinh một màn, thân thể đều không thể nhúc nhích. Bạch Diễm điên cuồng dũng mãnh vào vương cấp quỷ ma trong cơ thể, nhìn phát ra từng trận gào giống quỷ ma. Tiêu Viêm trong mắt không có bất luận cái gì một tia thương tiếc, cho đến sở hữu Bạch Diễm đều tất cả dũng mãnh vào vương cấp quỷ ma thân thể giữa. Chợt chỉ thấy kia vương cấp quỷ ma thân thể không được run rẩy lên, màu trắng ngọn lửa từ trong hướng ra phía ngoài bắt đầu ra bên ngoài đánh sâu vào. Thất khiếu bên trong không ngừng trào ra, cuối cùng vương cấp quỷ ma cả người đột nhiên run lên, gào giống thanh đột nhiên im bặt. Mắt đỏ bên trong ánh sao tan đi, cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất, hơi thở toàn vô. Tiêu Viêm vẫn chưa như vậy bỏ qua, một sợi bất diệt chi hỏa từ đầu ngón tay bắn ra mà ra, dừng ở vương cấp quỷ ma thi thể thượng. Màu đen ngọn lửa bỏng cháy mà này, trong chốc lát kia vương cấp quỷ ma liền đốt cháy hóa thành tro tàn. Hóa thành tro tàn sau, Tiêu Viêm lần thứ hai giơ tay, một đạo lôi đỉnh oanh một tiếng dừng ở tro tàn phía trên, đem kia cuối cùng tro tàn đều hoàn toàn tách ra. Bạch Diễm quang mang lần thứ hai chợt lóe, đương hy ngỗng một loại lần thứ hai thấy rõ quanh mình là lúc, Tiêu Viêm thân ảnh đã mất tung tích. Hắn đi đâu? Hy ngỗng phục hồi tinh thần lại là lúc, tìm kiếm Tiêu Viêm thân ảnh khi, lại phát hiện quanh mình lại vô Tiêu Viêm thân ảnh. Người này hảo tàn nhẫn thủ đoạn, đốt thành cho tẫn còn không bỏ qua, lại vẫn muốn lấy lôi oanh chi. Mọi người khắp nơi sưu tầm Tiêu Viêm bóng dáng, nhưng quanh mình lại vô Tiêu Viêm, giống như hư không tiêu thất giống nhau. Hy ngỗng mắt đẹp hơi liễm, khóe miệng nhưng thật ra hơi hơi giơ lên. Tàn nhẫn là tàn nhẫn điểm, bất quá đảo rất thảo hỉ. Mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở cười mang theo đào hoa Hy ngỗng trên mặt, thật lâu chưa từng tan đi. Tiêu Viêm mở hai mắt, lau trên trán dày đặc mồ hôi lạnh, thầm than một tiếng, này viễn cổ chiến trường ký ức còn rất chân thật. Bất quá này thất tinh thần kiếp cũng coi như là qua, 2400 vạn nguyên khí nội tình sở bộc phát ra tới khí thế ở Tiêu Viêm trên người phát ra mở ra. Thất tinh đấu thần sao? Hiện giờ nguyên khí nội tình có thập tuyệt yêu viêm thêm vào hạ, liền có thể phá trăm triệu, cũng là có tư cách thi triển tạo hóa giai đấu kỹ. Trừ vạn hỏa thần vực ở ngoài, còn cần một cái càng cường thế một ít tạo hóa giai đấu kỹ mới được. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, đó là chuẩn bị lấy linh hồn tiến vào tử thần hư linh tháp giữa. Bất quá coi như Tiêu Viêm muốn đi vào tử thần hư linh tháp lại tìm một quyển tạo hóa giai đấu kỹ thời điểm. Đột nhiên Tiêu Viêm khẽ cau mày, không chỉ có là hắn, Tiêu Nguyệt Ly mày cũng là vì này vừa nhíu. Đều là ngẩng đầu lên, ở xa truyền đến bay nhanh bạo lực tiếng động, ước chừng mấy trăm đạo thân ảnh từ xa biên mà đến. Xem ra bọn họ đã là kiềm chế không được. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía ở xa, rồi sau đó chậm rãi đứng lên, hoạt động dưới gân cốt. Cốc giờ phút này ngồi xếp bằng Lôi Bách cùng Võ Thiên Du hai người, Tiêu Viêm lấy ra ma khí lúc sau, cũng là tất cả khôi phục, nhìn ở xa ánh mắt cũng là hơi hơi trầm xuống. Thiên nhân phủ sao? Này rõ ràng là đi tìm cái chết. Lôi Bách lẩm bẩm mở miệng, hơn nữa bọn họ hai người không nói, còn có một cái Tiêu Nguyệt Ly, ước chừng là ba cái cửu tinh đấu thần chiến lực. Bực này lực lượng muốn lay động, chỉ sợ không tới mấy cái cửu tinh đấu thần đỉnh kia cơ bản liền thật là chịu chết không thể nghi ngờ. Bất quá giờ phút này Khổng Lồ Hải lại không hiểu được bọn họ muốn đối mặt chính là cái gì. Bao gồm bị hắn hãm hại lừa gạt gia nhập đội ngũ Sa Giao, Diêu Giới cùng với Tả Đông cùng Tả Tây bốn người. Sau một lát, Khổng Lồ Rong Biển lãnh mấy trăm người huyền phù ở Tiêu Viêm đám người đỉnh đầu phía trên. Mà lúc này Lôi Bách, Võ Thiên Du đều ngồi xếp bằng cũng không có đứng dậy, bao gồm Tiêu Nguyệt Ly, đều là bộ dáng lười biếng. Đó là ngươi chờ đại náo sát phạt thiên, thả chu sát ta thiên nhân phủ mấy vị cường giả sao? Khổng Lồ Hải to mọng thân hình huyền phù giữa không trung, thanh âm như lôi đình rất thanh quát. Thanh âm truyền đẩy ra tới, Khổng Lồ Hải thấy không có người đáp lại hắn, tức khắc nhíu mày, không khí có chút xấu hổ. Vừa muốn tiếp tục mở miệng, phía dưới đó là truyền đến một đạo không nhanh không chậm thanh âm. Đều bị chu sát còn coi như cường giả hai chữ sao? Chẳng lẽ là thiên nhân phủ đều là loại này cường giả đi, ta nhưng thật ra nghe nói thiên nhân phủ rất lợi hại, hiện tại xem ra tựa hồ cũng bất quá như thế. Theo bình đạm thanh âm xem qua đi, nói chuyện đúng là Tiêu Viêm, nay chậm rãi đứng dậy, sửa sửa nếp uốn quần áo, mặt mày mang cười nhìn về phía thân khoan thể béo Khổng Lồ Hải. Ha ha, nói vậy các ngươi định là đến từ mặt khác hư vô đi. Nếu không loại này cuồng vọng chi ngữ nam lăng hư vô nhưng lại vô hai người dám nói ra. Khổng Lồ Hải nhãn thần lãnh lệ nhìn Tiêu Viêm, kia màu trắng con ngươi bên trong tản mát ra dày đặc sát ý. Đảo cũng bị ngươi đoán trúng, bất quá này cũng không phải là cái gì cuồng vọng chi ngữ, các ngươi tiến đến là muốn vì đồng môn báo thù sao? Nếu là như thế, thiên nhân phủ có thể so ta trong tưởng tượng muốn đoàn kết a. Tiêu Viêm khóe miệng ngậm tươi cười, ngôn ngữ bên trong như cũ mang theo hài hước miệng lưỡi. Kẻ hèn một cái thất tinh đấu thần, cho các ngươi làm người dẫn đầu ra tới nói với ta lời nói, đến nỗi ngươi sao? Chạy nhanh cút ngay cho ta. Khổng Lồ Hải nói xong, đó là bàn tay vung lên, bàng bạc nguyên khí ngưng tụ thành nửa trong suốt bàn tay liền hướng tới Tiêu Viêm đột nhiên phiến tới.
Tiêu Viêm đứng lặng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, càng không có nửa phần muốn trốn tránh ý tứ. Khổng lồ hải nhãn trung hiện lên lãnh lệ, tính toán cho Tiêu Viêm một cái hung hăng giáo huấn. Bất quá kia ngưng tụ mà đến trong suốt bàn tay chỉ là vừa mới thi triển mà ra khi, một đạo hắc quang đó là gào thét mà qua, nháy mắt liền đem này đánh cái dập nát. Thỉnh ngươi cùng cha ta nói chuyện thời điểm khách khí điểm. Tiêu Nguyệt Ly tay cầm Tử Thần Chi Liêm thình lình đi tới Tiêu Viêm phía sau, một đôi phấn mắt nãi hung nhìn chằm chằm khổng lồ hải một chúng. Quả nhiên không giả, này cổ hơi thở, ngươi đó là kia minh giới người đi. Khổng lồ hải thấy được Tiêu Nguyệt Ly, nghi hoặc ra tiếng, chợt trên mặt nổi lên tươi cười, ít nhất chứng minh rồi tin tức là thật sự. Chư vị, ta không lừa các ngươi đi, cùng ra tay chu sát này đến từ minh giới cô gái. Khổng lồ hải lạnh lùng nói, nhìn Tiêu Viêm một chúng, to mọng khuôn mặt thượng lộ ra một mặt khinh thường. Đừng vọng tưởng đào tẩu, các ngươi đã bị vây quanh. Khổng lồ hải giờ phút này còn tự tin tràn đầy, bởi vì Tiêu Viêm sở phát ra thất tinh đấu thần dao động cùng với ở Tiêu Nguyệt Ly trên người cảm nhận được cũng không cường đại hơi thở, làm khổng lồ hải cử đến bọn họ nắm chắc thắng lợi. Nhìn tràn ngập cảm giác về sự ưu việt khổng lồ hải, Tiêu Viêm không tự giác cười cười, loại này ngu xuẩn nhưng thật ra hiếm thấy. Phải không? Những lời này còn nguyên còn cho ngươi. Đừng vọng tưởng đào tẩu, các ngươi đã bị vây quanh. Đồng dạng một câu, lúc này đây còn lại là từ Tiêu Viêm trong miệng chậm rãi truyền ra. Khổng lồ hải nhìn Tiêu Viêm phóng đãng không kiềm chế được tươi cười, tựa hồ đã nhận ra khác thường, lập tức quay đầu lại. Đó là phát sinh ở hắn hai sườn không biết khi nào xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh, khí thế cường đại hạ xa giao chờ bốn người đại khí cũng không dám ra. Khổng lồ hải mấy trăm người, nhưng giờ phút này ở bọn họ hai sườn, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du thình lình huyền đứng ở hai bên, nay khí thế cường đại ầm ầm bùng nổ, mọi người vừa động cũng không dám động. Cửu tinh đấu thần đỉnh, hơn nữa vẫn là hai cái. Xa giao mắt đẹp sỗ súc, hơn nữa mắt lộ ra dùng mình. Khổng lồ hải lời thề son sắt nói qua, không có cửu tinh đấu thần, nhưng hiện tại không chỉ có cửu tinh đấu thần, vẫn là hai cái. Chỉ bằng các ngươi như vậy mặt hàng, cũng dám đem chủ ý đánh vào ta trên đầu, bất quá cũng vừa lúc, vậy đem các ngươi chết quy kết ở nơi này. Tiêu Nguyệt Ly múa may trong tay Tử Thần Chi Liêm, nghịch ngợm nhìn sợ tới mức đã hồn phi phách tán khổng lồ hải một chúng. Đáng chết! Khổng lồ hải thấp giọng lẩm bẩm, rồi sau đó bỗng nhiên vươn tay, oanh một tiếng, một cái kịch liệt nổ mạnh, khổng lồ hải đám người thân hình lập tức sau này đảo bắn. Muốn chạy nói, chỉ sợ đã có chút đã muộn. Tiêu Nguyệt Ly thân hình hóa thành khói đen, tay cầm Tử Thần Chi Liêm liền lóe lực mà ra, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du cũng là cùng ra tay. Chỉ thấy đảo bắn khổng lồ hải thiên nhân phủ năm người, thân hình vặn vẹo hóa thành Tiêu Viêm phía trước nhìn thấy quá, thiên nhân phủ bản thể đã không còn là nhân hình, vặn vẹo đã như là một đầu quái thú. Nhất lệnh người chấn động chính là, năm người hóa thành bản thể lúc sau, lại là khâu dung hợp thành nhất thể. Năm người nguyên khí nội tình cũng tựa hồ dung hợp ở cùng nhau, khí thế cường đại lập tức bùng nổ mở ra. Thế nhưng còn có hợp thể chi thuật, Tiêu Viêm cũng là kinh nghi ra tiếng. Lôi Bách cùng Võ Thiên Du cũng không cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy linh quỷ hợp thể. Năm cái cường đại linh quỷ hòa hợp nhất thể sau, này nguyên khí nội tình càng là đi vào số trăm triệu, phát ra khí thế ít nhất đều đạt tới cửu tinh đấu thần hậu kỳ. Có được hơn 1 tỷ nguyên khí nội tình, đây cũng là khổng lồ hải sở dĩ muốn triệu tập mọi người tới nguyên nhân. Một khi hợp thể, cường như cửu tinh đấu thần hậu kỳ, bực này thực lực cơ hồ có thể nghiền áp tuyệt đại đa số địch nhân. Bất quá lúc này bọn họ cũng không tưởng một trận chiến, trực tiếp không màng chính mình thủ hạ, bạo lướt trên thân liền lấy tốc độ cao nhất thoát đi. Bởi vì khổng lồ hải phi thường rõ ràng, mặc dù là bọn họ hợp thể, cũng không có một trận chiến tư bản, chỉ có mượn cơ hội này thoát đi nơi này. Tới dễ dàng, muốn chạy nói, đã có thể không thể như các ngươi nguyện. Tiêu Nguyệt Ly nói, tốc độ bạo lực dựng lên, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du cũng là cùng lực ra. Ba người bắt đầu rồi điên cuồng truy đuổi, từng đạo công kích hướng tới bay nhanh linh quỷ quái vật gào thét mà đi. Đối mặt công kích, nhanh chóng trốn tránh nhưng tốc độ như cũ không thấy, điên rồi dường như về phía trước chạy trốn. Nhìn dáng vẻ thật là sợ tới mức không nhẹ, bọn họ biết, một khi bị ngăn lại, chỉ sợ hôm nay liền không có đường sống. Ngăn lại bọn họ, không thể làm cho bọn họ rời đi. Tiêu Nguyệt Ly lạnh giọng truyền ra, nàng đảo không phải lo lắng chính mình, mà là lo lắng bọn họ có khả năng biết được Tiêu Viêm thân phận, cho nên đuổi tận giết tuyệt mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Lôi Bách ánh mắt lập tức hơi ngưng, thân hình lóe lực mà ra, giống như hóa thành một đạo sấm sét giống nhau, nhanh chóng đuổi theo, giơ tay, một đạo chảm linh thật lôi từ bàn tay bên trong một chảm mà ra. Linh quỷ nhanh chóng trốn tránh, bất quá vừa mới né tránh, hắc mang đó là từ ở xa đã gào thét tới. Mặc dù ngoài thân có nguyên khí hình thành phòng hộ, như cũ bị sinh sôi đánh tan, hắc mang rừng ở này trên người tức khắc phát ra chói tai tiếng kêu rên. Đáng chết! Khổng lồ hải ngươi thế nhưng gạt ta chờ. Đáng chết, đáng chết! Từng đạo phẫn hận thanh âm từ linh quỷ trên người truyền ra, phân biệt là xa giao đám người, bọn họ oán trách khổng lồ hải, trước mắt bọn họ đã lâm vào tuyệt cảnh. Quay đầu khi, Võ Thiên Du thân hình đã thình lình xuất hiện ở bọn họ phía trước, bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy Võ Thiên Du chậm rãi giơ ra bàn tay. Linh quỷ đã trốn tránh không kịp,
Võ Thiên Du chảo một cái đã bắt được này đầu, đầu gối đột nhiên thượng đỉnh. Thẳng đánh đầu, càng là nghe được vỡ vụn tiếng động, linh quỷ lảo đảo gian không thể không ngừng lại. Giờ phút này ba người đem này bao quanh vây quanh, muốn lại trốn chỉ sợ đã không có khả năng. Đáng giận, định là bọn họ thiết kế hãm hại ta chờ. Khổng lồ hải thanh âm truyền ra. Ngươi cũng không nên oan uổng người tốt, là các ngươi chính mình truy kích đến tận đây, có bao nhiêu thực lực hay là không có một chút tự mình hiểu lấy sao? Yêu cầu thiết kế hãm hại sao? Tiêu Viêm cũng là đi theo tới rồi, Hoãn Thành nói. Hôm nay liền tính ta chờ chết trận, Thiên Nhân phủ tất nhiên sẽ không buông tha các ngươi, một đám cặn bã thôi. Khổng lồ hải thanh âm truyền ra, hắn biết hôm nay muốn đào tẩu khả năng tính đã không lớn. Chư vị, việc đã đến nước này chúng ta cần thiết đoàn kết một lòng, liền tính chết trận, cũng muốn làm cho bọn họ lột một tầng da. Khổng lồ hải giọng nói rơi xuống, kia mãnh liệt nguyên khí đó là thình lình bùng nổ, lệnh đến này phiến đều đang dùng mình lên. Vốn dĩ này tinh tịch đại giới cũng đã kề bên hỏng mất, loại này cấp bậc chiến đấu nó đã vô pháp thừa nhận rồi. Xem ra đây là con thỏ nóng này tính toán cắn người. Tiêu Viêm lần thứ hai hơi hơi mỉm cười, hai tay ôm ngực, hắn đảo cũng không có tính toán ra tay. Rốt cuộc có Lôi Bách cùng Võ Thiên Du cùng với Tiêu Nguyệt Ly ở, lấy Tiêu Viêm hiện tại thực lực, ra không ra tay tựa hồ ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng Tiêu Viêm nói âm cũng chọc giận Khổng Lồ Hải, này đột nhiên ngẩng đầu, sắc bén công kích hướng tới Tiêu Viêm trực tiếp gào thét mà đến. Hắn cũng minh bạch, quả hồng phải chọn mềm mà bóp, huống chi cái này mềm quả hồng tuy rằng không ra tay, nhưng ngôn ngữ thực sự quá làm giận. Bất quá tiếp theo nháy mắt, Tiêu Nguyệt Ly thình lình chắn Tiêu Viêm trước người, vung lên Tử Thần Chi Liêm đó là đem này công kích nhẹ nhàng hóa giải. Tiêu Nguyệt Ly ánh mắt một ngưng, thân hình đó là bỗng nhiên vừa động, tay cầm Tử Thần Chi Liêm hướng tới linh quỷ bạo lực mà đi. Linh quỷ sinh có bốn cánh tay, này thân hình khổng lồ, tản ra cực kỳ hung hãn hơi thở, phía sau càng là mọc ra một đạo huyết sắc cốt cánh, hiển nhiên mỗi cái linh quỷ chân thân đều cũng không tương đồng. Bất quá thấy linh quỷ bộ dáng sau, Tiêu Viêm mày hơi hơi nhăn lại, giờ phút này tựa hồ mới phát giác đến, này đó linh quỷ bộ dáng có chút kỳ quái. Bọn họ chân thân vì sao thoạt nhìn có chút giống tựa quỷ ma đâu? Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, bất quá cẩn thận soi đối sau, vẫn là có điều chênh lệch, nói ngắn lại, vô luận là quỷ ma cũng hảo, vẫn là hiện tại linh quỷ, bọn họ bộ dáng vừa thấy liền biết được, đều không phải là đến từ chính thần hy. Giờ phút này Lôi Bách cùng Võ Thiên Du cũng là gia nhập chiến đấu giữa, lực lượng tuyệt đối hạ, linh quỷ không hề nghi ngờ bị đánh thực thảm. Trong chốc lát, bốn tay cánh tay đã bị chém tới hai chỉ, Tiêu Nguyệt Ly còn nhéo cằm, như suy tư gì. Dáng vẻ này tựa hồ thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Đến nỗi Võ Thiên Du cùng Lôi Bách liền vũ khí đều không có lấy ra, trực tiếp lấy thân thể ngạnh hám linh quỷ, luôn bị hai người từ đông đánh tới tây, từ thượng đánh tới hạ. Tuy rằng linh quỷ dung hợp ở cùng nhau thực lực đạt tới cửu tinh đấu thần hậu kỳ, nhưng muốn biết được, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du hai người chính là thật đánh thật cửu tinh đấu thần đỉnh, thậm chí không cần liên thủ, đều có thể chiến thắng với nó. Tiêu Viêm ở vào phía sau, nhìn trận này cơ hồ không hề trì hoãn chiến đấu, nhưng Tiêu Viêm trong ánh mắt lại không có chút nào thả lỏng. Bởi vì Tiêu Viêm cảm thấy Khổng Lồ Hải xuất hiện nhiều ít có chút kỳ quặc. Hay là, ta thân phận đã sớm đã bại lộ. Tiêu Viêm không dám chắc chắn, Khổng Lồ Hải một chúng khăng khăng xông tới, nguyên do chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nhưng nếu thân phận bại lộ, Khổng Lồ Hải vẫn chưa bướng bỉnh chặn đánh sát Tiêu Viêm. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ nhận thấy được căn bản không có cơ hội đánh chết Tiêu Viêm, cho nên cũng vẫn chưa triển lộ ra đã biết được Tiêu Viêm thân phận. Bất quá này đó đều chỉ là Tiêu Viêm suy đoán, trước mắt mới thôi Khổng Lồ Hải một chúng vẫn chưa có dị thường. Hiện tại bị Lôi Bách, Võ Thiên Du cùng với Tiêu Nguyệt Ly vây công, cũng không có đối Tiêu Viêm cơ hội ra tay. Có lẽ là ta nhiều lo lắng. Tiêu Viêm xoa xoa giữa mày, có lẽ là bởi vì hắn quá mức cẩn thận. Không đến nửa nén hương thời gian sau, Khổng Lồ Hải đám người biến thành linh quỷ chân thân liền hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, hơi thở thoi thóp. Trên người trước mắt vết thương miệng vết thương thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, miệng vết thương thượng còn không ngừng tràn ra màu đen máu tươi, đầy đất đều là. Lúc này Tiêu Nguyệt Ly ba người đều tại hạ phương, chỉ có Tiêu Viêm huyền phù giữa không trung bên trong. Ở kia rách nát trên mặt đất, máu đen không biết là cố ý vẫn là vô tình, thoạt nhìn thế nhưng giống tựa một cái huyền diệu trận pháp. Mắt chó, quanh mình có thể cái gì khác thường. Tiêu Viêm nhíu mày, duỗi tay vỗ vỗ trên đầu vai mắt chó, mắt buồn ngủ mông lung có chút không kiên nhẫn, đánh giá quanh mình liếc mắt một cái. Thế nhưng có hảo cường đại trận pháp dao động. Mắt chó nghi hoặc một tiếng, Tiêu Viêm lập tức cảm giác được không ổn. Có kỳ quặc, mau chóng đem nó mặt sát. Tiêu Viêm quát chói tai một tiếng, ba người gật gật đầu. Khổng Lồ Hải đã sớm đã hơi thở thoi thóp, hắn giờ phút này nâng lên dữ tợn đã không giống người gương mặt. Kia một đôi như thú mắt giống nhau đôi mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, phát ra ha 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 cười lạnh thanh. Hiện tại mới phát giác sao? Tà tôn. Khổng Lồ Hải trầm thấp thanh âm truyền ra, cùng lúc đó hợp thành nhất thể xa giao bọn người là kinh ngạc ra tiếng. Tà tôn. Hiển nhiên, Khổng Lồ Hải liền xa giao bọn họ đều cùng che giấu, tin tức này chỉ có hắn biết được. Đại trận đã thành, Linh Vương tức khắc buông xuống, ha ha. Ngươi chờ đều là khó thoát vừa chết. Khổng Lồ Hải bộc phát ra cuồng tiếu,
Nhưng ngay sau đó hắn tiếng cười đột nhiên im bặt, bởi vì đầu của hắn đã bị Tiêu Nguyệt Ly cấp sinh sôi xẻo xuống dưới. Bất quá chính như Khổng Lồ Hải lời nói, hết thảy đều đã muộn rồi, chỉ thấy trên mặt đất màu đen máu hình thành quỷ dị trận pháp. Giờ phút này bắn ra dày đặc quang mang, chấn động dùng mình, này phiến rách nát đại lục hoàn toàn nghiền thành bột phấn. Đại trận huyền phù với hư không giữa, bỗng nhiên giò ra một bàn tay, đem toàn bộ đại trận sinh sôi xé mở, rồi sau đó từ cái khe giữa một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong đó đi ra. Lấy chân thân vì tế, đúc thông thần pháp trận gọi ta, là vì chuyện gì? Cái khe bên trong đi ra thân ảnh xuất hiện một cái chớp mắt, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, phảng phất toàn bộ thân thể đều có một loại bị áp chế cảm giác, hô hấp đều trở nên trầm trọng. Mọi người đều là đôi mắt sậu súc, ngay cả Lôi Bách cùng Võ Thiên Du ánh mắt đều là lộ ra dùng mình. Bẩm báo Hàn Mặc Linh Vương, ta chờ phát hiện tà tôn chuyển thế, cố lấy sinh mệnh vì đại giới bày trận gọi ngài tiến đến, ta chờ thực lực vô dụng, vô pháp chu sát này tà tôn chuyển thế. Khổng Lồ Hải cũng không có hoàn toàn bị giết chết, bởi vì là chân thân, năm người sinh mệnh lực nhanh chóng làm hắn bị chém đi đầu một lần nữa sinh trưởng. Tà tôn chuyển thế sao? Như thế có chút hiếm lạ. Tên là Hàn Mặc Linh Vương nhẹ nghi một tiếng, ánh mắt đó là hướng tới quanh mình mọi người đánh giá mà đi, theo sau dừng ở Tiêu Viêm trên người. Hay là ngươi nói đó là hắn sao? Hàn Mặc ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, trong nháy mắt, một cổ cường đại uy áp đó là bao phủ Tiêu Viêm, khí huyết cuồn cuộn gian. Một mồm to máu tươi phun ra, Tiêu Viêm trước mặt không gian vặn vẹo, cường đại uy áp hạ, Tiêu Viêm cơ hồ liền phải quỳ lạy mà xuống. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm phía sau thình lình ba đạo ngọn lửa huyền phù mà ra, hỏa diễm chi tâm căn nguyên chi lực bảo vệ Tiêu Viêm. Tựa hồ ngươi trên người cũng không có tà tôn hơi thở, đâu ra chuyển thế nói đến. Hàn Mặc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, cho đến hắn thấy rõ Tiêu Viêm mi tâm như ẩn như hiện ấn ký. Thì ra là thế, nói một câu đi, ngươi mi tâm ấn ký từ đâu mà đến? Tiêu Viêm gian nan ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Mặc, này phát ra cường đại khí thế, chỉ sợ sau Kim Vô Giã đều còn muốn càng cường một phần. Không nói sao, cũng không ngại, thà giết lầm 1000 cũng không buông tha một cái, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền như vậy hủy diệt đi. Hàn Mặc nói xong chậm rãi nâng lên bàn tay, một cổ vô hình lực lượng đó là hướng tới Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Một cổ tử vong nguy cơ lập tức bao phủ Tiêu Viêm tâm thần, loại này lực lượng cường đại căn bản không phải hắn có thể chống cự. Tiêu Viêm ánh mắt hơi ngưng, loại tình huống này mặc dù sẽ bị phát giác, cũng chỉ có thể vận dụng nguyên thần phân thân. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo cao gầy thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, trong tay Tử Thần Chi Liêm đột nhiên vung lên, một cổ lực lượng cường đại đó là sinh sôi đem này chặn lại. Ta cha, này là ngươi nói hủy diệt liền hủy diệt, chỉ bằng ngươi sao? Thủ hạ bại tướng. Che ở Tiêu Viêm trước người đúng là Tiêu Nguyệt Ly, giờ phút này nàng hai tay thượng băng vải đã tan đi. Một cổ lực lượng cường đại từ Tiêu Nguyệt Ly trong cơ thể bùng nổ mở ra, lệnh đến Hàn Mặc tức khắc đôi mắt chợt co rụt lại. Minh Vương, Hàn Mặc cả người đều là chấn động, nguyên lai bất hủ cũng giống nhau sẽ sợ hãi. Tiêu Nguyệt Ly một vòng đem cánh tay thượng băng vải chậm rãi cởi bỏ, phía sau tóc dài tỉ eo. Màu đen đôi mắt bên trong càng là tản ra vô tận khí phách, từ đáng yêu loli nháy mắt biến thành bá đạo nữ hoàng. Hôm nay ngươi nếu dám đụng đến ta cha, ta không ngại đem các ngươi thiên nhân phủ cũng rào cái long trời lở đất. Tiêu Nguyệt Ly bình đạm mà khí phách thanh âm lần thứ hai truyền ra. Hàn Mặc nghe vậy nao nao, chợt nhìn Tiêu Nguyệt Ly khuôn mặt thượng, khóe miệng bắt đầu chậm rãi giơ lên, rồi sau đó bộc phát ra dữ tợn tiếng cười. Xem ra ngươi thật là Minh Vương, không đúng, chuẩn xác mà nói ngươi hẳn là Minh Vương chuyển thế, cha. Hàn Mặc cười ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt ánh sao chợt lóe mà qua. Ngươi xưng hắn vì cha, như vậy nói cách khác, hắn cũng không phải tà tôn chuyển thế. Chân chính thân phận chính là tôn thượng chuyển thế đi. Nếu là như thế, Khổng Lồ Hải các ngươi nhưng tính lập một lần công lớn a, có trọng thưởng. Hàn Mặc tiếng cười càng thêm dữ tợn, hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng còn có thể có như vậy trọng đại phát hiện. Một cái tôn thượng chuyển thế, thực lực bất quá thất tinh đấu thần, một cái Minh Vương chuyển thế, thực lực còn gần chỉ là tiếp cận bất hủ, nhỏ yếu như con kiến cũng dám nói ẩu nói tả. Lại nói tiếp, ngươi cũng không tính tôn thượng, nàng cũng không tính Minh Vương. Như thế thực lực, thật sự cho rằng có thể tồn tại đi ra nơi này sao? Hàn Mặc thanh âm tiếp tục truyền ra, mang theo hài hước cùng khinh thường. Theo ta được biết, vô luận là cái gì trận pháp, đều không thể làm thân thể đột phá không gian bích chướng, trực tiếp xuyên qua đến tận đây, nói vậy. Ngươi bất quá cũng chỉ là một khối phân hồn thôi. Tiêu Nguyệt Ly mắt đen bên trong tản ra bình tĩnh, nếu không phải là chân thân, lấy nàng hiện tại lực lượng mới vừa rồi cũng không có khả năng chặn lại này công kích. Cô gái đảo cũng thông minh, nhưng thì tính sao, chỉ cần các ngươi còn ở Nam Lăng hư vô giữa, liền không khả năng thoát được. Hàn Mặc cười lạnh nói, Tiêu Nguyệt Ly chợt ánh mắt trầm xuống, thân hình dẫn đầu vừa động, trong tay Tử Thần Chi Liêm đó là nhanh chóng vũ động. Mấy đạo hắc mang tự Tử Thần Chi Liêm thượng bạo khởi, hướng tới Hàn Mặc gào thét mà đi. Cùng lúc đó, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du cũng vẫn chưa có nửa điểm lùi bước chi ý, hai người cùng ra tay. Âm âm một tiếng, Hàn Mặc khối này phân hồn không hề chống cự chi lực, bị Tiêu Nguyệt Ly cấp sinh sôi chém chết. Cha, không có thời gian,
chúng ta đến chạy nhanh đi. Tiêu Nguyệt Ly mặt lộ vẻ nôn nóng chi sắc, tuy rằng này chỉ là một khối không chớp mắt phân hồn, nhưng tin tức nhất định đã truyền tới thiên nhân phủ giữa. Không dùng được bao nhiêu thời gian, linh vương chân thân liền sẽ buông xuống, chính như Hàn Mặc lời nói, bọn họ đều là chuyển thế. Có lẽ bọn họ sẽ sợ hãi đời trước tôn thượng cùng minh vương, nhưng tuyệt không sẽ sợ hãi chuyển thế lúc sau hai người. Không chỉ có không sợ hãi, lại còn có sẽ không tiếc hết thảy đại giới muốn mạt sát bọn họ. Tiêu Viêm lập tức gật gật đầu, Đinh Duyệt phóng xuất ra không sợ hào, mọi người bằng mau tốc độ lực thượng phi thuyền. Liền rời đi hết sức, Tiêu Nguyệt Ly đột nhiên nhìn về phía ở xa khổng lồ hải một chúng, thân hình lóe lực mà ra, giải khai hai tay phong ấn Tiêu Nguyệt Ly, giờ phút này thực lực càng cường. Trong khoảnh khắc, liền đem này chảm thành thịt mạt, Tiêu Viêm thấy thế đầu ngón tay thượng một sợi bất diệt chi hỏa lực ra. Đưa bọn họ thân thể hoàn toàn thiêu thành cho tàn, mấy đạo lôi đình liên tiếp rơi xuống, nghiền xương thành tro. Phía trước còn gần chỉ là Tiêu Viêm suy đoán, không ngờ tới, hắn cảm giác là chính xác. Tin tức quả nhiên vẫn là tiết lộ đi ra ngoài, bọn họ cố ý vì này, chính là muốn ở xác nhận lúc sau, bày trận gọi tới Linh Vương. Chẳng qua khổng lồ hải cũng không có dự đoán được, mặc dù triệu hồi ra Hàn Mặc Linh Vương, vốn tưởng rằng lực lượng cường đại có thể hộ bọn họ chu toàn, như này chỉ là bọn hắn tưởng tượng mà thôi. Bọn họ hoàn toàn lần thứ hai đem Tiêu Viêm thân phận bại lộ, hơn nữa đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Thiên nhân phủ nhất định sẽ triển khai đối Tiêu Viêm đuổi giết, nếu là như thế, Tiêu Viêm từ nay về sau ở thần hy thế giới đem khó có thể dừng chân. Bất quá giờ phút này đã tưởng không được nhiều như vậy, trước bảo mệnh mới là mấu chốt. Tôn thượng, lập tức đi trước cổ thần giới, chỉ có đi trước cổ thần giới mới có một tia hy vọng. Lôi Bách cùng Võ Thiên Du đều là ánh mắt ngưng trọng, đối với thiên nhân phủ tới nói, tôn thượng so tà tôn còn muốn càng thêm đáng giận. Muốn giết chết tôn thượng ý niệm chỉ sợ còn mạnh hơn quá tà tôn, bởi vì tôn thượng từng chèn ép hôm khác người phủ, gần như làm cho bọn họ thiếu chút nữa hủy diệt. Không sợ hào hóa thành một sợi khói nhẹ, giờ phút này đã quản không được này phiến không gian hay không hỏng mất, bắn ra nhanh nhất tốc độ rời đi nơi đây. Thiên nhân phủ, một cái thoạt nhìn mờ mịt hư linh cung điện nội, ảm đạm quang huy hạ, đứng lặng 10 đạo thân ảnh. Tôn thượng chuyển thế hiện thế, không tiếc hết thảy đại giới nhất định phải đem này diệt chi. Tôn thượng chuyển thế, cái gì thực lực? Thất tinh đấu thần. Hàn Mặc, việc này liền giao cho ngươi, thất tinh đấu thần buông xuống phân hồn là có thể đem này đánh chết. Lại nói tiếp dễ dàng, hắn bên người còn có minh vương chuyển thế, muốn đánh chết hắn dữ dội dễ dàng. Vô luận như thế nào, lập tức thông chi sở hữu linh quỷ, bao vây tiêu trừ tôn thượng chuyển thế, chớ làm cho bọn họ rời đi Nam Lăng hư vô. Hàn Mặc thanh âm rơi xuống lúc sau, 10 đạo hắc ảnh mới là từng cái rời đi, tựa hồ bọn họ đối này cũng không có quá mức coi trọng. Nghe được tôn thượng chuyển thế thực lực bất quá chỉ là thất tinh đấu thần lúc sau, tuy rằng chưa nói, nhưng cũng lộ ra khinh thường. Chỉ có Hàn Mặc, hắn rời đi cung điện sau, lập tức nhích người, chuẩn bị tự mình xuất động, đánh chết Tiêu Viêm. Xem ra bọn họ đã quên mất, đã từng nam nhân kia xuất hiện thời điểm, sợ tới mức giả chết là cảm giác như thế nào. Hàn Mặc lẩm bẩm nói, hắn ánh mắt ngưng trọng, này phi thuyền biến mất ở cung điện ở ngoài. Cùng lúc đó, Nam Lăng hư vô bên trong, vô luận là đang ở làm gì đó linh quỷ, đều là toàn bộ dừng lại, lập tức nhích người, dựa theo được đến tọa độ điều khiển phi thuyền bằng mau tốc độ lao đi. Hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hàng ngàn hàng vạn, thiên nhân phủ sở dĩ có thể thống trị toàn bộ Nam Lăng hư vô. Kia đúng là bởi vì ở Nam Lăng hư vô giữa, bọn họ vô luận là thực lực vẫn là số lượng thượng, đều là đứng đầu tồn tại. Không có bất luận cái gì thực lực dám nói có thể cùng thiên nhân phủ chống lại, trêu chọc thiên nhân phủ thế lực cơ bản đều là hủy diệt kết cục. Vô số thích loại phi thuyền từ bốn phương tám hướng giống như thiên la địa võng giống nhau hướng tới Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Mặc dù không sợ hào tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, nhưng không có khả năng thoát được quá như vậy bằng bạc số lượng đuổi giết. Lôi Bách, ngươi xác định cổ thần giới nhưng có biện pháp chống đỡ thiên nhân phủ sao? Tiêu Viêm đảo không phải nghi ngờ cổ thần giới thực lực, hắn chỉ là sợ hãi chính mình sẽ vì cổ thần giới mang đi tai họa ngập đầu. Tôn thượng yên tâm, thiên nhân phủ tuy mạnh nhưng ta cổ thần giới đồng dạng có rất nhiều cường giả, có nữ hoàng tọa trấn, định có thể hóa giải lần này nguy cơ. Lôi Bách nghiêm mặt nói. Tiêu Nguyệt Ly đứng ở phi thuyền đỉnh, Đinh Duyệt giờ phút này vì Tiêu Nguyệt Ly bẩm báo đến từ bốn phương tám hướng hơi thở. Ở kém không lớn tốc độ hạ, có một ít phi thuyền lại là chuẩn bị dùng thân thuyền đi ngăn cản không sợ hào. Nhưng Tiêu Nguyệt Ly tử thần chi liêm không có chút nào lưu tình, tới gần phi thuyền nháy mắt đã bị này cắt thành hai nửa. Chẳng qua xuất hiện thích loại phi thuyền đã càng ngày càng nhiều, ở không sợ hào phía sau. Đã truy kích thượng trăm con không sợ hào, muốn biết được, bọn họ mới vừa xử lý tinh tịch đại giới không có bao nhiêu thời gian. Như thế đi xuống, bị bao vây tiêu trừ cũng chỉ là vấn đề thời gian, căn bản là không có đến cổ thần giới cơ hội. Lại đi qua mấy tháng thời gian, Tiêu Nguyệt Ly ít nhất tiêu diệt mấy chục con thích loại hào. Nhưng Tiêu Nguyệt Ly tiêu hao cũng càng ngày càng thật lớn, như vậy đi xuống, Tiêu Nguyệt Ly cũng chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Không sợ hào phía sau, đã có mấy trăm con thích loại hào, rậm rạp, chỉ cần hơi có tạm dừng, này đó thích loại hào liền sẽ vây công đi lên. Tiêu thiếu, có tình huống. Nhưng vào lúc này, Đinh Duyệt nôn nóng thanh âm truyền ra, mọi người toàn bộ vây quanh qua đi,
chỉ thấy kia sao trời La Bàn Thượng, ở bọn họ phía trước, xuất hiện rậm rạp quang điện, chừng hơn 1.000 nhiều. Bọn họ hẳn là biết được chúng ta muốn đi phương hướng, trước tiên bố trí ngăn chặn. Đinh Duyệt sắc mặt ngưng trọng nói, mọi người sắc mặt đều là ngưng trọng lên. Không được, lần này sợ là chúng ta là trốn không thoát. Tiêu Viêm sắc mặt trầm trọng, không nghĩ tới tình thế phát triển nhanh như vậy. Thiên Nhân Phủ so đấu thần liên minh động tác cũng càng thêm nhanh chóng, bọn họ cần phải làm là không tiếc hết thảy đại giới diệt sát Tiêu Viêm. Phân công nhau hành động, Nguyệt Ly, mang theo bọn họ rời đi. Nếu không chúng ta toàn bộ đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Viêm hai mắt phát xích, giờ phút này cục diện chút nào không thua gì Hồng Mông Tinh đến từ đấu thần liên minh ngập đầu một trận chiến. Tiêu Nguyệt Ly nhéo Tiểu Quyền, đối mặt Tiêu Viêm mệnh lệnh nàng không dao động. Nguyệt Ly không thể hồ nháo, việc này đã không phải ngươi có thể hóa giải, mang lên ngươi mẫu thân cùng bọn họ đều rời đi nơi này. Bọn họ muốn tìm đến người là ta, yên tâm, ta đều có phương pháp thoát thân. Tiêu Viêm nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly, phủng nàng bả vai, phi thường nghiêm túc nói. Cha, Nguyệt Ly tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng lại một chút đều không ngu, loại này cục diện, cha sao có thể một người ứng phó, Nguyệt Ly không đi, vô luận như thế nào cũng muốn bồi cha tử chiến rốt cuộc. Tiêu Nguyệt Ly đối mặt Tiêu Viêm quát mắng, nàng hai mắt lệ quang chớp động, nhưng cũng mắt lộ ra kiên nghị, biểu lộ nàng quyết tâm. Nguyệt Ly, liền tính ngươi nhưng bồi cha huyết chiến, nhưng có nghĩ tới ngươi huân nhi mẫu thân sao? Vô luận kết cục như thế nào, ngươi là của ta huyết mạch, chỉ cần ngươi tồn tại, cùng cha tồn tại đã mất sai biệt. Ta sở làm hết thảy, đều là vì các ngươi có thể hảo hảo sống sót, ta làm sao sợ sinh tử. Tiêu Viêm nghiêm túc nói, Tiêu Nguyệt Ly lại sao lại không rõ, nàng kỳ thật cái gì hiểu. Nhưng vô luận Tiêu Viêm cái gì lý do thoái thác, Tiêu Nguyệt Ly trước sau ánh mắt kiên nghị, nàng chính là không tính toán rời đi. Huân Nhi, ngươi tới khuyên khuyên này quật cường cô gái. Tiêu Viêm thật sự là lấy Tiêu Nguyệt Ly không có biện pháp, chỉ có thể xin giúp đỡ Huân Nhi. Đãi Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Huân Nhi thời điểm, mắt đẹp bên trong thậm chí so Tiêu Nguyệt Ly còn muốn kiên nghị, phảng phất là ở nói cho Tiêu Viêm, nàng cũng làm hảo thấy chết không sờn chuẩn bị. Tiêu Viêm ca ca, lần này ta cùng Nguyệt Ly giống nhau, chúng ta cũng muốn cùng ngươi cùng sinh tử cộng tiến thối. Huân Nhi kiên định nói, giờ phút này Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, nhìn về phía mọi người. Tiêu Thiếu, chúng ta đi theo ngươi liền chưa sợ qua chết, vô luận tình huống cỡ nào nghiêm túc, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đây là ngươi vẫn luôn nói, có gì phải sợ. Ngày thường thoạt nhìn hi hi ha ha Hạ Tăng Huy, lúc này cũng trở nên nghiêm túc lên, nhưng lại phi miệng nói. Vô ý chiến đội cho tới hôm nay, muốn chính là không sợ hai chữ, vô luận con đường phía trước sống hay chết, chúng ta đều nguyện vượt lửa qua sông. Mọi người sôi nổi gật đầu, trong đó thậm chí cũng bao gồm Lôi Bách cùng Võ Thiên Du, bọn họ hai người đồng dạng không có chút nào lùi bước chí ý. Võ Trấn Kiếm Thục, các ngươi, Tiêu Viêm nhìn về phía hai người, vừa muốn nói chuyện, Kiếm Thục đó là ánh mắt tàn nhẫn. Hay là chúng ta còn không xứng trở thành tôn thượng đồng bạn sao? Kiếm Thục chất vấn Tiêu Viêm nói. Tức khắc gian, Tiêu Viêm nhìn trong mắt kiên nghị mọi người, càng là như thế, Tiêu Viêm trong lòng càng là cảm thấy khó chịu, trên mặt lộ ra chua xót tươi cười. Ta vẫn luôn ở nỗ lực tu luyện, nỗ lực biến cường, chỉ hy vọng có thể bảo hộ bên người đại gia, nhưng hiện tại ta mới hiểu được, nguyên lai ta vẫn luôn đều sai rồi. Tiêu Viêm lẩm bẩm, trong mắt trở nên hồng nhuận, trong lòng muôn vàn suy nghĩ đan chéo ở cùng nhau. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn về phía bên người một chúng, hoảng hốt gian, Tiêu Viêm lại thấy Vô Ý chiến đội đại gia, cùng hôm nay giống nhau, không có lùi bước, bọn họ đều ánh mắt đều như thế kiên nghị. Kỳ thật, vẫn luôn là đại gia ở bảo hộ ta. Tiêu Thiếu đây là nói nơi nào lời nói, chúng ta chính là đồng bọn, đối ta mà nói, các ngươi đều là ta ở thế giới này thân nhất người, chúng ta đều ở lẫn nhau bảo hộ, không phải sao? Hạ Tăng Huy lần thứ hai nói, nghe vậy Tiêu Viêm nhướng mày bỗng nhiên cười lên tiếng. Hạ Tăng Huy, ta hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì ngươi độc đến nữ nhân tâm, động chi lấy tình hiểu chi lấy lý a ngã. Tiêu Viêm không khỏi cười mắng, nguyên bản ngưng trọng không khí lập tức liền tiêu tán một chút. Nhưng vào lúc này, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du đồng thời trong tay xuất hiện một quả sáng lên ngọc giản, hai người tức khắc trong mắt nổi lên ánh sao, trong miệng một lời nói, nữ hoàng tới tin tức. Cốc hư phá tinh. Lôi Bách cùng Võ Thiên Du ngọc giản chỉ truyền đến đơn giản ba chữ, Tiêu Viêm nhíu mày, cũng không thể lý giải trong đó thâm ý. Hư phá tinh. Hay là nữ hoàng ý tứ là? Lôi Bách lẩm bẩm, bỗng nhiên trong mắt hiện lên một mặt ánh sao, lập tức đối với Đinh Duyệt nói. Lập tức đi trước bên trái hư phá tinh, Lôi Bách nói, nhưng Đinh Duyệt cũng không có trực tiếp làm theo, mà là dẫn đầu vẫn là nhìn về phía Tiêu Viêm. Hiển nhiên ở Đinh Duyệt trong mắt, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du đều là người xa lạ, nàng chỉ biết tin tưởng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không có do dự, đối với Đinh Duyệt gật gật đầu. Lôi Bách huynh có không nói rõ một ít, mọi người cũng đều không hiểu, rốt cuộc cùng nữ hoàng tiếp xúc cũng không nhiều, cho nên không hiểu được nữ hoàng là có ý tứ gì. Hư phá tinh hẳn là chính là quanh mình hư vô hải trung kỳ điểm, đó là một viên sớm đã vứt đi hành tinh, phía trên không có bất luận cái gì sinh cơ. Chỉ cần đêm này viên hành tinh kíp nổ, liền sẽ xuất hiện một cái lâm thời trùng động, chỉ là không biết thông suốt tới đâu, nhưng hiện tại là duy nhất sinh lộ.
Lôi Bách lập tức đối Tiêu Viêm giải thích nói. Kỳ điểm, có không có nguy hiểm? Tiêu Viêm hỏi. Nguy hiểm tất nhiên có, nhưng cùng quanh mình này thiên la địa võng so sánh với, trùng động gió lốc chỉ sợ cũng không coi là cái gì nguy hiểm, yên tâm đi. Nữ hoàng đều có an bài, nàng hẳn là đã tính toán ra trùng động đi thông đại khái phương hướng, yên tâm đi, nàng dù sao cũng là ngài nữ nhân, không có sai. Lôi Bách lần thứ hai nói, cuối cùng một câu thời điểm, Tiêu Kỳ cùng Huân Nhi đều là đồng thời nhìn về phía Tiêu Viêm. Lôi Bách huynh, nữ hoàng là tôn thượng nữ nhân, cũng không phải là ta, ngươi nhưng đến nói rõ một ít. Tiêu Viêm ho khan hai tiếng, đã cảm nhận được ánh mắt bên trong truyền đến sắc bén chí. Ngài còn không phải là tôn thượng. Sao? Lôi Bách tựa hồ còn không có phản ứng lại đây, Tiêu Viêm một cái kính đối hắn đưa mắt ra hiệu. Đúng đúng đúng, đó là tôn thượng nữ nhân, Tiêu Viêm huynh là tôn thượng chuyển thế, cho nên không thể đồng nhật mà ngữ. Lôi Bách phản ứng lại đây sau vội vàng giải thích, nhị nữ cổ quái ánh mắt thật lâu sau mới chậm rãi tiêu tán. Bất quá lại bây giờ còn có một vấn đề, Lôi Bách nhíu mày nói. Cái gì vấn đề? Mọi người đều nhìn về phía Lôi Bách. Ta dùng Trảm Linh Thật Lôi xỏ xuyên qua này viên hư phá tinh, đích xác có thể đem này kíp nổ, nhưng yêu cầu hao phí một ít thời gian mới được, mà chúng ta hiện tại nhất thiếu chính là thời gian. Không sợ hào tốc độ tuy mau, nhưng phía sau truy kích thích loại phi thuyền càng ngày càng nhiều không nói, trên thực tế cùng không sợ hào kém khoảng cách bất quá chỉ có mấy ngày không đến. Một khi dừng lại, nhất định liền sẽ bị đuổi theo, số lượng đã phá ngàn, này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Ta có 3 cái hỏa diễm chi tâm, vận dụng căn nguyên chi lực hẳn là có thể nhanh hơn tốc độ kíp nổ. Lại còn có diệt hư thiên lôi, tính cả Lôi Bách huynh cùng nhau, hẳn là có thể cực đại ngắn lại kíp nổ thời gian. Tiêu Viêm cũng không có kiêng dè, hiện tại che giấu này đó đã vô dụng, duy nhất cần phải làm là bảo vệ tốt đại gia. Nếu là như thế, 3 ngày hẳn là liền có thể đem này kíp nổ, tận lực tranh thủ tại hậu phương hơn 1000 con truy kích đến phía trước kíp nổ. Chỉ cần tiến vào trùng động, bọn họ liền sẽ tạm thời mất đi mục tiêu. Lôi Bách nói, nghe nói Tiêu Viêm lời nói sau, trong lòng cũng là hơi kinh hãi, không ngờ tới Tiêu Viêm thế nhưng có được nhiều như vậy căn nguyên thần vật. Nam Lăng hư vô bên trong như thế đánh dung chuyển vẫn là lần đầu, sở hữu giới không sao trời tại đây đoạn thời gian, đều là đại khí cũng không dám ra. Toàn bộ Nam Lăng hư vô bên trong trải rộng thích loại phi thuyền, túc sát chỉ ý tại đây Nam Lăng hư vô tràn ngập mà khai. Bốn phía tới gần không sợ hào thích loại phi thuyền càng ngày càng nhiều, Tiêu Nguyệt Ly huy động tử thần chi liêm xua đuổi này đó thích loại phi thuyền, không sợ hào cực nhanh ở hư vô hải trung đi trước. Hư phá tinh cũng không xa, không bao lâu, hư phá tinh liền xuất hiện ở không sợ hào phía trước. Chư vị, ta tới kíp nổ này tinh, chỉ cần ngăn cản 3 ngày liền nhưng. Lôi Bách thần sắc ngưng trọng, chuyện quá khẩn cấp không chấp nhận được nửa phần làm lỗi, hắn tất nhiên là toàn lực ứng phó. Không sợ hào huyền phù ở hư phá tinh trên không, Lôi Bách thân hình lược ra, này bàng bạc nguyên khí điên cuồng trào ra. Không có bất luận cái gì một tia giữ lại, ngập trời lôi đình đó là ngưng tụ mà ra. Từng đạo lôi đình cột sáng đó là sinh sôi hướng tới hư phá tinh oanh kích mà đi, lôi quang nổ nát mặt đất, hướng tới tâm trái đất gào thét mà đi. Trăm nói lôi quang, ngàn đạo lôi quang. Toàn bộ hư phá tinh phảng phất đều đang dùng mình, nhưng muốn hủy diệt một ngôi sao cũng tuyệt phi chuyện dễ. Lôi Bách trong cơ thể nguyên khí đã là tiêu hao hơn phân nửa, lôi quang chút xuống, từng đạo cột sáng đem này viên hư phá tinh xỏ xuyên qua. Cũng chính như mọi người sở liệu, không sợ hào một khi dừng lại, những cái đó thích loại phi thuyền liền sẽ lập tức truy kích đuổi kịp. Không sợ hào đỉnh, đã xuất hiện mười mấy con phi thuyền, linh quỷ gần như lâm vào điên cuồng giống nhau từ ở xa gào thét mà đến. Nhưng hiện tại mới đi qua một ngày, còn cần kiên trì ít nhất 2 ngày mới được. Tiêu Viêm thân hình chậm rãi huyền phù dựng lên, mà ở Tiêu Viêm phía sau, Tiêu Nguyệt Ly, Võ Thiên Du, Võ Trấn, Kiếm Thục cùng với Lôi Cơ. Này trước mắt sở có được toàn bộ chiến lực, đến nỗi những người khác, Tiêu Viêm làm cho bọn họ dừng lại không sợ hào. Bởi vì như vậy chiến đấu đã không phải Hạ Tăng Huy đám người có thể ứng phó, Tiêu Viêm không thể lấy bọn họ sinh mệnh tới mạo hiểm. Chư vị, Tiêu Viêm tại đây đa tạ, vậy chiến đi. Tiêu Viêm lẩm bẩm mở miệng, chợt đột nhiên ngẩng đầu lên, bước chân về phía trước bước ra, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng. Không sợ gì cả hướng tới trước đoạn rậm rạp thân ảnh lao đi. Mà Tiêu Viêm phía sau mọi người đều là hóa thành cầu vồng, nghĩa vô phản cố, trong mắt tràn ngập chỉ có sát khí. Một hồi đại chiến nháy mắt bùng nổ, 6 người đối kháng ngàn người, như này đó ngàn hơn người, linh quỷ chỉ có mười mấy người không đến, càng nhiều chỉ là người theo đuổi. Nhưng giờ khắc này, Tiêu Viêm đã quản không được nhiều như vậy, chiến tranh vốn là tàn khốc, nhưng lại không thể không chiến. Kinh thiên động địa chiến đấu bùng nổ mở ra, Tiêu Nguyệt Ly cùng Võ Thiên Du chiến lực tự nhiên là nhất đứng đầu. Hai người mỗi lần công kích đều có thể mạt sát mấy chục người, ít nhất trước mắt mới thôi, này hơn 1000 người lấy một loại tan tác chi thế đều bị mạt sát. Chẳng qua đương này nhóm đầu tiên địch nhân đều còn không có giết hết là lúc, tiếng rít lần thứ hai vang lên, từng chiếc thích loại phi thuyền từ các phương hướng đến nơi này. Cho dù không có tuyệt đối cường đại địch nhân, nhưng như vậy sát phạt đi xuống, sớm hay muộn cũng sẽ bị tiêu hao không còn. Loại này không sợ sinh tử bao vây tiễu trừ, mặc dù có thể giết địch vô số, nhưng kết cục lại là vô pháp thay đổi, thực lực lại cường, nếu có ngàn chỉ
Vạn chỉ thiêu thân lao đầu vào lửa, kia ngọn lửa cũng nhất định sẽ bị dập tắt. Quản lý vô tận sát phạt, nhưng địch nhân số lượng lại không giảm phản tăng, từ lúc bắt đầu gần ngàn người. Giờ phút này đã có mấy ngàn người nhiều, Tiêu Viêm một chúng cũng quay chung quanh không sợ hào triển khai chiến đấu. Lúc này Tiêu Viêm bên cạnh, chín mục thần hồ huyền phù ở một bên, bị chém giết từng đạo linh hồn không ngừng bị chín mục thần hồ hút vào trong đó, thần hồ phía trên, chín con mắt toàn bộ mở. Thỉnh, bảo hồ lô giết người. Tiêu Viêm gầm lên một tiếng, chín mục thần hồ phía trên khói nhẹ hiện lên, từng đạo bàn tay đại tiểu nhân hiện lên, chẳng qua cùng phía trước bất đồng chính là, tiểu nhân chừng thượng trăm nói nhiều. Hình thể tuy nhỏ, nhưng một đám thực lực lại là tương đương không tầm thường, trăm đạo thân ảnh lược ra, thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền đẩy ra tới. Không ngừng có người chết trận, chín mục thần hồ không ngừng hút vào hồn phách, thực mau chín con mắt lần thứ hai mở, Tiêu Viêm điên cuồng huy động bát hoang huyền trọng xích chi gian lần thứ hai xuất thanh quát. Thỉnh, điên kiếm giả giết người. Quần áo tả tơi điên kiếm giả theo một đạo khói nhẹ từ chín mục thần hồ trung xuất hiện, phía sau hộp kiếm từng thanh trường kiếm bộc phát ra chói tai kiếm minh thanh ra khỏi vỏ. Nhất kiếm nhưng bài sơn, nhất kiếm nhưng đảo hải. Bóng kiếm gào thét, chỉ thấy huyết quang bắn khởi, đầy trời đầu bay lên, hình ảnh tàn khốc đến cực điểm. Nay gần mới là ngày thứ hai, hư phá tinh cũng đã ngừng mấy trăm con phi thuyền, địch nhân số lượng sớm đã phá vạn. Vạn người khởi xướng thế công kiểu gì khủng bố, huống chi đã có cửu tinh đấu thần linh quỷ xuất hiện. Đối phó lên càng ngày càng phiền toái, Tiêu Viêm nhíu mày, nếu là lấy ba cái hỏa diễm chi tâm thi triển Phật lửa dẫn liên, định là có thể đem này vạn người tất cả hủy diệt, chẳng qua uy lực của nó, chỉ sợ Tiêu Viêm cũng vô pháp chuẩn xác khống chế. Vô pháp bảo đảm đại gia an toàn, cho nên giờ phút này còn chưa tới thi triển Phật lửa dẫn liên thời điểm. Bất diệt chi hỏa hình thành hỏa liên ở trong đám người nổ tung, hỏa đốm lan tràn, vô số nguyên khí hướng tới Tiêu Viêm ngưng tụ mà đến. Nhân số càng nhiều, có bất diệt chi hỏa ở Tiêu Viêm liền cũng không lo lắng tiêu hao vấn đề. Thập tuyệt yêu viêm vạn hỏa thần vực. Tiêu Viêm thi triển tạo hóa giai đấu kỹ, vạn hỏa thần vực đem chia lìa đối kháng mọi người đều bao phủ trong đó, tận khả năng vì đại gia tăng lên nguyên khí nội tình. Chợt lại lấy bất diệt chi hỏa triển khai vạn hỏa thần vực, vì mọi người bổ sung trong cơ thể nguyên khí, nhưng loại này vây công, thật sự liền nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 ngày. Chín mục thần hồ Tiêu Viêm lần lượt kêu gọi, số lần không dưới 10 lần, điên kiếm giả đều xuất hiện mấy lần. Điên kiếm giả giết người. Tiêu Viêm lần thứ hai kêu gọi, nay đã là mười mấy thứ kêu gọi điên kiếm giả, nhưng điên kiếm giả thân ảnh chậm chạp không có xuất hiện. Tiêu Viêm cười khổ, nhưng cũng chẳng trách điên kiếm giả. Thỉnh, cửu vĩ yêu hồ giết người. Tiêu Viêm một tiếng quát chói tai, chỉ thấy chín mục thần hồ giữa một sợi phấn yên bên trong, một đạo vũ mị đến cực điểm thân ảnh xuất hiện, chín điều bạch đuôi huyền phù cùng phía sau. Tiểu đệ đệ, mỹ nương cũng không phải là như vậy dùng. Cửu vĩ yêu hồ một đôi hồng nhạt con ngươi nhìn về phía Tiêu Viêm, thức tha dáng người tinh diệu tuyệt luân, vòng eo đồ tế nhuyễn triển miên. Tiêu Viêm thấy vậy cũng là tâm thần run lên, chợt nàng chậm rãi nâng lên tay tới, một viên thật lớn hồng nhạt đào tâm ngưng tụ mà ra, ném mọi người. Oanh một tiếng, hồng nhạt đào tâm nổ tung, hóa thành nồng đậm phấn sương mù, bao phủ mấy nghìn người nhiều, nháy mắt liền lệnh này mấy nghìn người mất hồn phách. Càng vì khủng bố chính là, bọn họ một đám trong mắt phiếm phấn khí, sắc mặt đào hồng chi gian, lại là huy kiếm tự vận. Trường hợp một lần đồ sộ đến cực điểm, mấy nghìn người lại là trực tiếp tự sát. Nhưng cũng gần chỉ là một lần, cửu vĩ yêu hồ liền biến mất về tới chín mục thần hồ giữa. Lệnh Tiêu Viêm nhất kinh ngạc chính là, ngay cả cửu tinh đấu thần cũng không ngoại lệ bị nàng mị hoặc tự sát. Chẳng qua loại này tự sát nhiều nhất chỉ có thể tạo thành trọng thương, nhưng phải biết rằng, nháy mắt là có thể bị thương nặng mấy nghìn người, cũng là tương đương khủng bố năng lực. Theo thời gian trôi qua, quanh mình lần thứ hai truyền đến đinh tai nhức óc tiếng gầm rú, nếu giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại, đầy trời phía trên rậm rạp phi thuyền đã truy kích tới. Lôi Bách huynh, còn không có hảo sao, chúng ta đã không có thời gian, Tiêu Viêm hỏi. Còn kém một chút, Lôi Bách đáp lại nói. Tiêu Viêm nhìn những cái đó sắp đến phi thuyền, này đó phi thuyền nhân số nếu là thêm lên, bọn họ đối mặt địch nhân chỉ sợ đem đột phá 5 vạn. Thật sự là một người một ngụm nước bọt, đều có thể đem người cấp chết đuối, đại gia đã trải qua 2 ngày cực kỳ thảm thiết chiến đấu. Thêm lên mặt sát cửu tinh đấu thần đều có tiếp cận 10 cái, lúc này đây thiên nhân phủ thật là quyết tâm muốn đem Tiêu Viêm đưa vào chỗ chết. So với đấu thần liên minh ở Hồng Mông Tinh bao vây tiêu trừ Tiêu Viêm khi tình huống, thiên nhân phủ làm càng thêm quyết tuyệt. Đương nhiên, thiên nhân phủ thực lực thoạt nhìn cũng muốn so đấu thần liên minh phải mạnh hơn quá nhiều. Không được, chúng ta không có thời gian. Tiêu Viêm chau mày, nhìn phía dưới đã ở Lôi Bách cường đại lôi đình công kích hạ, cơ hồ xuyên thủng hư phá tinh, nhưng còn không có đạt tới kể bên nổ mạnh cực hạn. Chỉ có thể như thế. Tiêu Viêm ánh mắt một ngưng, hắn lập tức thối lui đến phía sau, cũng may có chín mục thần hồ chống đỡ chiến lực, còn không đến mức luân hãm. Bất quá đãi bọn họ viện quân càng ngày càng nhiều thời điểm, luân hãm sẽ là tất nhiên. Tiêu Viêm tạm thời lui ly chiến đấu, giơ tay, bạch diễm, bất diệt chi hỏa cùng với thập tuyệt yêu viêm, ba cái hỏa diễm chi tâm căn nguyên chi lực xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt. Chợt Tiêu Viêm không có bất luận cái gì do dự,
đôi tay dùng sức đó là mạnh mẽ đem ba loại bất đồng ngọn lửa căn nguyên dung hợp ở bên nhau. Từng đạo cường đại ngọn lửa đánh sâu vào tự Tiêu Viêm trong tay kích động mà ra. Tiêu Viêm giấu tay nhanh chóng biến ảo, chỉ thấy ba loại bổn không có khả năng tương dung ngọn lửa căn nguyên, lại là ở Tiêu Viêm mạnh mẽ thúc dục hạ. Lẫn nhau giao hòa ở cùng nhau, không đến nửa nén hương thời gian, một đạo tam sắc Phật lửa dẫn liên đó là xuất hiện ở Tiêu Viêm lòng bàn tay bên trong. Thu nạp chiến tuyến. Đinh Duyệt đem không sợ hào lực phòng ngự chạy đến mạnh nhất, mọi người không cần có điều giữ lại, đều là vận dụng chính mình toàn bộ lực lượng, bảo hộ không sợ hào. Tiêu Viêm thanh âm truyền đẩy ra tới, Hoan Nhi nhìn Tiêu Viêm trong tay xuất hiện hỏa liên. Mắt đẹp bên trong ảnh ngược Tiêu Viêm thân ảnh, một màn này khi cách mấy ngàn năm, nhưng tựa hồ hết thảy đều không có biến. Hắn vẫn là tay cầm Phật lửa dẫn liên kinh sợ thế gian vạn vật đối kháng bất khuất cái kia thiếu niên. Mọi người đều là gật đầu đáp lại, lúc này Tiêu Viêm ánh mắt một ngưng, đó là đã không có do dự, giơ lên trong tay tam sắc Phật lửa dẫn liên. Chỉ thấy Tiêu Viêm lòng bàn tay bên trong Phật lửa dẫn liên đón gió bạo trướng, trong khoảnh khắc, liên hóa thành trăm trượng lớn nhỏ toàn thân tinh oánh dịch thấu, màu đen, màu trắng cùng với màu đỏ tím, ba loại ngọn lửa giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Một cổ mất đi cường đại hơi thở từ hỏa liên phía trên tràn ngập mở ra, hỏa liên phát ra dao động. Lập tức kinh sợ tới rồi quanh mình điên cuồng công kích mọi người, không ít linh quỷ càng là nhanh chóng sau này đào bắn. Bởi vì nhìn đến Phật lửa dẫn liên một cái chớp mắt, bọn họ chân chính cảm giác được cái loại này tử vong uy hiếp, một đám đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, kinh sợ tới rồi đại bộ phận người. Tiêu Viêm nếu đem Phật lửa dẫn liên tạp hướng những người này, trong khoảnh khắc, ít nhất có thể diệt sát tuyệt đại bộ phận người, nhưng đồng thời, Tiêu Viêm cũng không năng lực bảo hạ đại gia. Chỉ có đem này hỏa liên ném phía dưới khoảng cách bọn họ chừng mấy vạn dặm hư phá tinh, mọi người hợp lực dưới, mới vừa rồi có thể chống đỡ này Phật lửa dẫn liên công kích. Tiêu Viêm đã sớm tự mình thể nghiệm quá này Phật lửa dẫn liên uy lực, hiện giờ Phật lửa dẫn liên có thể so lần đầu tiên thi triển thời điểm phải mạnh hơn quá nhiều, bởi vì Tiêu Viêm thực lực biến cường, Phật lửa dẫn liên uy lực tự nhiên cũng ở tăng lên. Hỏa liên ném hư phá tinh, chỉ thấy kia hóa thành trăm trượng hỏa liên, ở Tiêu Viêm tung ra đi lúc sau lần thứ hai bạo trướng. Mắt thấy trái liên lực hướng về phía hư phá tinh, Lôi Bách cũng là cảm nhận được Tiêu Viêm hỏa liên thượng truyền đến dao động. Này lệnh Lôi Bách cũng là rất là khiếp sợ, lập tức từ hư phá tinh phía trên trở về, mọi người đều dựa vào hướng về phía không sợ hào. Lúc này những cái đó bị Tiêu Viêm Phật lửa dẫn liên kinh sợ tránh lui, mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, Tiêu Viêm hỏa liên cũng không phải là dùng để tạc bọn họ. Này đó có hủy diệt chi lực Phật lửa dẫn liên mà là lạc hướng về phía này viên hoang phế hành tinh. Cho đến giờ phút này, bọn họ đều cũng không lý giải vì sao phải làm như vậy, nhưng bọn hắn đều phản ứng lại đây. Chính là muốn tạc rớt này viên hành tinh, đến nỗi mục đích là cái gì, bọn họ đó là không biết. Bạch quang đột nhiên chợt lóe, quang mang chói mắt lập tức bùng nổ mà ra, Phật lửa dẫn liên nổ tung, cùng lúc đó Lôi Bách cũng là dẫn động hắn rót vào hư phá tinh lôi đỉnh, quanh mình hết thảy đều là bỗng nhiên cứng lại, tùy theo mà đến đó là cường đại vô cùng hút xả lực. Mọi người lập tức thượng không sợ hào, vô luận dùng cái gì thủ đoạn, bảo vệ không sợ hào. Tiêu Viêm quát chói tai một tiếng, mọi người đều là hiểu được, một viên hành tinh nổ mạnh, như vậy uy lực tự nhiên không thể tưởng tượng. Mọi người lập tức lục vào không sợ hào bên trong, Đinh Duyệt cũng làm hảo chuẩn bị, cường đại hút xả lực bùng nổ mà đến thời điểm. Không sợ hào triển khai tốc độ cao nhất, lấy tự thân tốc độ đi đối kháng nổ mạnh nhất lên hút xả lực. Bảo trì tự thân không bị hút xả đi vào là được. Nhưng thiên nhân phủ mang đến những người này chờ đã có thể không may mắn như vậy, chỉ có một bộ phận người cảm giác tới rồi không đúng. Lập tức đảo bắn lực sẽ phi thuyền, mà có một ít không kịp, còn lại là bị này cổ hút xả lực sinh sôi cấp kéo vào nổ mạnh giữa. Bất quá kêu thảm thiết thanh âm đã hoàn toàn nghe không thấy, đinh tai nhức óc chính là đến từ hư phá tinh nổ mạnh thanh âm. Chỉnh viên hành tinh ở bỗng nhiên cứng lại lúc sau, đó là giống như trong hư không có hai chỉ cự trưởng, từ hai sườn đem này chụp tói giống nhau. Trong khoảnh khắc liền hóa thành vô số bụi mù, không sợ hào thượng mọi người cũng là thấy này đồ sộ một màn. Nổ mạnh dư uy dần dần khuếch tán mở ra, không sợ hào run rẩy cũng càng ngày càng kịch liệt. Mọi người lập tức kích động nguyên khí, tăng cường không sợ hào phòng hộ, chống đỡ nổ mạnh truyền đến khủng bố dư uy. Cùng lúc đó, Đinh Duyệt trong tay quang mang chợt lóe, lập tức đưa cho Tiêu Viêm. Đây là Liệt Minh Huyền Vũ Sắc. Tiêu Viêm tiếp nhận Đinh Duyệt bỗng nhiên cho hắn đồ vật, tập trung nhìn vào, đó là kinh dị nói. Cuối cùng là thu thập tới rồi một ít tài liệu, đem nó tu bổ hảo. Hơn nữa ta dùng cổ minh hà khoa kỹ đem này tiến thêm một bước cường hóa, hiện tại này cường độ so với phía trước càng cường một phân. Đinh Duyệt nói, Tiêu Viêm không có do dự, nguyên khí dũng mãnh vào Liệt Minh Huyền Vũ Sắc giữa, trực tiếp đem không sợ hào bao phủ vào trong đó. Trong thời gian ngắn, hết thảy đều trở nên an tĩnh xuống dưới, bao vây nổ mạnh thanh âm đều là biến mất không thấy, Liệt Minh Huyền Vũ Sắc cường đại lực phòng ngự ngăn cản lần này khủng bố dư uy. Nhưng những cái đó không có phòng bị mấy ngàn con thích loại phi thuyền đã có thể không may mắn như vậy. Chúng nó giống như bị sóng biển chụp đánh hạt cát, có không ngừng quay cuồng. Có quay cuồng chi gian trực tiếp bị nghiền nát, gần có hơn phân nửa thích loại phi thuyền bị nổ mạnh dư uy cấp sinh sôi phá hủy, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Hư phá tinh nổ mạnh dư ba một tầng không ngừng kích động, đương nổ mạnh dư uy tan đi lúc sau, hư vô hải liền dường như bị xé rách một lỗ hổng giống nhau.
bốn phía bắt đầu vặn vẹo xoay tròn, hư phá tinh nổ mạnh hóa thành bụi bặm cũng đều bị hút vào đen nhánh trùng động giữa. Tiêu Viêm thu hồi Liệt Minh Huyền Vũ Sắc, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía kia chậm rãi xuất hiện vặn vẹo trùng động. Như vậy trùng động cũng không quy tắc, nói cách khác, cực kỳ không ổn định, có lẽ sẽ duy trì hồi lâu, nhưng cũng có khả năng tùy thời biến mất. Tiêu Thiếu, cái này trùng động năng lượng cực kỳ dung chuyển, tiến vào trong đó nguy hiểm rất lớn. Đinh Duyệt thấy thế cho mày nói. Chúng ta không có lựa chọn Đinh Duyệt, cần thiết truyền vào này trùng động giữa mới có cơ hội thoát khỏi bọn họ truy kích. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, đều xem ra tới này vặn vẹo trùng động, tiến vào trong đó nguy hiểm tất nhiên cực đại. Cùng lúc đó, hư phá tinh nổ mạnh đã dần dần bình ổn, tuy rằng nổ mạnh tiêu diệt rớt một bộ phận thích loại phi thuyền. Có thể đếm được lượng thật sự là quá nhiều, hơn nữa không ngừng còn có thích loại phi thuyền đến. Nếu còn không đi, lập tức liền sẽ lần thứ hai bị vây công, hơn nữa càng cường linh quỷ cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đương nhiên, nhất lo lắng đó là thiên nhân phủ linh vương chân thân buông xuống. Nếu là như thế, bọn họ đó là hoàn toàn đã không có cơ hội. Đi, không cần do dự, lôi bách quát, Tiêu Viêm cũng là thật mạnh gật đầu. Không cần lo lắng tiêu hao thần nguyên khí đan, đem không sợ hào lực phòng ngự tăng lên tới mạnh nhất trạng thái. Đại gia cũng cùng bảo vệ không sợ hào, hẳn là chỉ cần thành công xuyên qua trùng động, chúng ta là có thể tạm thời thoát ly nguy hiểm. Tiêu Viêm lập tức nói. Ở mới vừa rồi huyết chiến bên trong, Tiêu Viêm cũng là đánh chết gần ngàn người, mắt chó trong khoảng thời gian này nhưng không có nhàn rỗi. Lại là góp nhặt hơn 1.000 cái nạp giới, có một ít trực tiếp bị phá hủy, tính cả nạp giới bên trong đồ vật cũng cùng nhau bị phá hủy. Bất quá có thể thu thập này hơn 1.000 cái nạp giới cũng thực sự làm Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc. Giờ phút này không sợ hào hơi hơi một đốn lúc sau, tốc độ cao nhất bùng nổ, hóa thành khói nhẹ hoàn toàn đi vào vặn vẹo trùng động giữa. Một màn này còn lại là làm truy kích mà đến đông đảo thích loại phi thuyền trong nháy mắt không biết như thế nào cho phải. Tùy tiện tiến vào loại này trùng động, cơ hồ tương đương chịu chết, bởi vì trong đó nhất định sẽ ẩn chứa hư không gió lốc, hơn nữa uy lực phi thường hung hãn. Ngươi chờ, thất thần làm cái gì? Truy. Một đạo quát chói tai thanh âm vang vọng, chỉ thấy một con thuyền thích loại phi thuyền dẫn đầu lược ra. Đi theo không sợ hào hoàn toàn đi vào vặn vẹo trùng động giữa, chợt phía sau đông đảo thích loại phi thuyền cũng là không sợ theo sát mà thượng. Bọn họ không dám có điều chậm trễ, bởi vì một khi chậm trễ, linh vương trách tội xuống dưới, bọn họ như cũ là tử lộ một cái. Chi bằng liều chết một bác, đến lúc đó có lẽ còn có thể đủ được đến thiên nhân phủ ban thưởng, nhưng có một bộ phận còn lại là không có tùy tiện tiến vào. Rốt cuộc bọn họ rõ ràng tiến vào loại này vặn vẹo trùng động, tiến vào phi thuyền số lượng càng nhiều, như vậy này vặn vẹo trùng động liền đem càng thêm hung hiểm. Một khi trùng động phát sinh sụp đổ, may mắn sống sót cơ suất phi thường chi tiểu. Rốt cuộc sợ chết vẫn là chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, sở dĩ như vậy bao vây tiêu trừ tất cả mọi người giống như điên cuồng giống nhau, đó là bởi vì tuyệt đối nhân số ưu thế. Hơn nữa này đó người theo đuổi tánh mạng vốn là nắm cùng linh quỷ thủ chung, bọn họ không thể không thượng, mặc dù là chịu chết, cũng cần thiết đón đầu mà thượng. Lúc này không sợ hào hoàn toàn đi vào vặn vẹo trùng động giữa, cực kỳ không ổn định năng lượng, làm không sợ hào thập phần sốc này, cũng may là Đinh Duyệt lập tức cầm lái. Ở điều khiển kỹ xảo thượng Đinh Duyệt dần dần nắm giữ tới rồi một ít tinh túy, hú chi Đinh Duyệt không ngừng không sợ hào tiến hành thăng cấp mài giũa, đã sớm không phải tầm thường phi thuyền có thể bằng được. Đại gia tạm làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, trận này truy kích chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy chấm dứt. Tiêu Viêm nói, trận chiến đấu này đối với mọi người tới nói tiêu hao đều là thập phần thật lớn. Tiêu Viêm nhìn về phía mắt chó, bắt tay duỗi ở mắt chó trước mặt. Đem ngươi bắt được nạp giới cho ta. Tiêu Viêm nói, tuy rằng đại bộ phận đồ vật hoặc đều vô dụng, bất quá vẫn là có thể thu thập đến không ít số lượng thần nguyên khí đan. Cái gì nạp giới? Ta không biết. Mắt chó mãn nhãn nghi hoặc, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm mắt chó. Ta thật sự không biết, ta như không có nhặt rác rưởi thói quen, ta không có. Tiêu Viêm đôi mắt híp lại. Tuy rằng hắn ở chiến đấu, bất quá mắt chó đang làm cái gì, Tiêu Viêm lại xem rõ ràng, nó chính là ở khắp nơi thu thập nạp giới. Này tốc độ cực nhanh, không người có thể công kích đến nó, hơn nữa mọi người cũng mỗi đem nó đặt ở công kích phạm vi giữa. Ta chỉ cần thần nguyên khí đan cùng tài liệu, mặt khác ta không có hứng thú, Tiêu Viêm nói. Ta cũng yêu cầu thần nguyên khí đan a, hơn nữa không có gì tài liệu, mắt chó lẩm bẩm miệng ủy khuất nói. Ngươi lấy thần nguyên khí đan làm chi, phá giải trận pháp yêu cầu tiêu hao thần chi nguyên khí sao? Tiêu Viêm khó hiểu hỏi. Kia thật cũng không phải, chỉ là ta một chút tiểu đam mê mà thôi. Cho ta. Không cho. Ngươi xác định không cho. Ta. Không xác định, nhưng là ta không nghĩ cấp, tổng không thể làm khó người khác đi, không chỉ có áp bức sức lao động, còn muốn bòn rút nhân gia vất vả đoạt được, còn muốn hay không điểm. Hừ, mắt chó ôm chính mình hơn 1.000 cái nạp giới, một bộ thấy chết không sờn thần dữ của bộ dáng. Tiêu Viêm cười khổ, chỉ phải là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kia trừ bỏ thần nguyên khí đan, mặt khác một ít vô dụng toàn bộ giao ra đây. Tiêu Viêm biết được mắt chó khẳng định sẽ không đem thần nguyên khí đan nhổ ra, đảo cũng không có tiếp tục cưỡng bách. Nếu là này đó tài liệu ngươi đều không cho, ta liền đem ngươi phong tiến quan tài, tiếp tục cùng nguyên thần nhốt lại.
Tiêu Viêm nói đó là tàn nhẫn nhìn về phía mắt chó, tuy rằng nó trong miệng nói tình nguyện cùng nguyên thần cùng nhau. Trên thực tế ở bên ngoài Tiêu Sái Lên cảm giác có thể so nhốt ở trong phòng tối vui sướng nhiều. Nhanh nhanh, đều là ta chiến lợi phẩm, quả thực quá không biết xấu hổ, thứ gì đều phải đoạt. Sát ngàn đao. Mắt chó ở Tiêu Viêm bức bách hạ, cuối cùng chỉ có thể là một bên chửi rủa, một bên đem đoạt được tài liệu toàn bộ phun ra. Tiêu Viêm đảo cũng nhận không ra, toàn bộ giao cho Đinh Duyệt, tuy rằng Đinh Duyệt ở trên thực lực kém một chút một ít. Nhưng là ở có chút Tiêu Viêm vô pháp chạm đến lĩnh vực, Đinh Duyệt lại là toàn bộ vô ý chiến đội bên trong không thể thiếu một người. Không chỉ có giữ gìn không sợ hào, ít nhất Tiêu Viêm không cần đi lo lắng không sợ hào sẽ có cái gì vấn đề, trừ cái này ra, Đinh Duyệt còn đúc ra rất nhiều minh hà khoa kỹ vũ khí áo giáp. Ngay cả đã rách nát liệt minh huyền vũ xác đều bị Đinh Duyệt cấp chữa trị hoàn hảo, hơn nữa so với phía trước còn muốn càng cường. Bởi vậy Tiêu Viêm đem sở hữu tài liệu đều chuyển giao cho Đinh Duyệt. Lúc sau cho ngươi một cái nhiệm vụ, nếu có nạp giới một quả cũng không cần buông tha, thần nguyên khí đan ta không cần ngươi, nhưng mặt khác đều về ta. Tiêu Viêm nhìn về phía mắt chó chậm rãi nói, mắt chó nghe nói nổi trận lôi đình. Không thể không thể, nay quả thực chính là hiệp ước không bình đẳng. Mắt chó mắt to tràn đầy viết không tình nguyện. Ngươi nếu không muốn cũng có thể, ta liền đem ngươi một lần nữa nhốt lại, dù sao ngươi cũng không trọng dụng. Tiêu Viêm chợt nói, mắt chó vừa nghe, đó là nghiến răng nghiến lợi trong lòng không biết mắng Tiêu Viêm bao nhiêu lần. Sát ngàn đao, hảo hảo hảo. Nhưng ngươi nói cẩu gia ta không có trọng dụng, những lời này ta liền không thích nghe, nếu ngươi không nghe ta, các ngươi lập tức liền đều đến chơi xong. Mắt chó tức khắc làm mặt quỷ nói. Đến đây thì cũng khép lại phần 7 tập 45 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.